Cha của cái ngôi nhà này nè là chết đời hồi đó là bị chặt đầu. Ghê. Bây giờ con gái của ông Thủ này nè là bà chết có nhiêu? Có 16 tuổi hả? 16 tuổi là hồi xưa hàng cả 11, 12 giờ trưa là con đường này nè là hả ai mà hả đi đâu là bỏ quắt xe ngựa vô đặng bà đi. Tóc dài xuống. Là người con gái 16 tuổi đó chị. 16 tuổi chết tự vẫn. Nhiều khi em ra sao làm cỏ, nhiều khi vắng que ngoài sao á, nhiều khi giấc chiều á, nhiều khi nghe kẹt kẹt đùng đùng cạn. Ghê vậy là nghe tiếng luôn hả? Nghe tiếng nghe gõ gàng giống như người ta vậy đó. Dạ. Ừ. Mà thực chất anh quay lại có thấy ai không? Không quay lại là có anh kiếm luôn mà. Là anh đồng cỏ sau nè. Cỏ mé ở đây nè. Đồng kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Long An, được sự giới thiệu của nhiều bà con cô bác khu vực sống ở gần đây nói với Đồng rằng ở đây có một căn nhà bỏ hoang rất là ghê rợn. Xoay quanh căn nhà là những điều ly kỳ và rùng rợn. Vậy câu chuyện đó như thế nào? Hôm nay Đồng muốn tới đây để tìm hiểu cũng như khám phá ngôi nhà rùng rợn này, gửi tới cho quý cô chú anh chị. Mới nhìn từ phía bên ngoài, Đồng với quý cô chú anh chị có thể xem ngôi nhà rất là ghê rợn, chắc được bỏ hoang rất là lâu năm rồi. Xung quanh ngôi nhà là những rừng cây rậm rạp. Ngôi nhà giống như bị tách biệt với quý cô chú anh chị, tách biệt với những người xung quanh, vì ở đây xung quanh toàn là nước, rất là kỳ lạ. Xa xa kia quý cô chú anh chị có thể thấy ha, những cái tán cây cổ thụ mọc um tùm bao phủ hết ngôi nhà rồi, nhìn rất là ghê rợn luôn. Ở phía bên hông cũng như đằng sau ngôi nhà thì là những rừng cây bao phủ. Ui kia kìa, những cái tán cây cổ thụ kìa, rễ của nó quý cô chú anh chị mọc đầy cái cây luôn kìa. Bây giờ thì Đồng sẽ dẫn quý cô chú anh chị cùng Đồng đi vào trong để xem ngôi nhà bên trong có cái điều gì ly kỳ và ghê rợn không các quý cô chú anh chị. Chứ thực chất bây giờ Đồng nhìn bên ngoài á thì nổi hết da gà luôn. Dạ em chào chị. Hôm nay em biết được ở nơi đây có một ngôi nhà rất là kỳ bí, có em muốn tới đây tìm hiểu á. Thì chị có thể giới thiệu cho em biết sơ qua về ngôi nhà này được không chị? Thì giờ tôi nói, hồi xưa mẹ tôi sống ở đây cũng là 70-80 tuổi, hồi bà già tôi sống ở đây tới 70-80 tuổi bà già tôi mới mất. Nghe bà già kể lại nói là cha của cái ngôi nhà này nè là chết đời hồi đó là bị chặt đầu. Ghê vậy chị? Bị chặt đầu. Chặt trong ngôi nhà này luôn? Không biết chặt ở đâu, nhưng mà bà già là kể là chặt đầu, gắn đầu sáp. Đó. Cũng như chôn á, gắn đầu sáp. Nghĩa là chặt mất cái đầu luôn. Mất đầu. Gia đình phải làm một cái đầu sấp giả gắn vô xác của ông. Rồi cái mộ ổng trên đây nè. Mộ ông gần đây không chị? Ở trên đây một chút. Đây lên chảnh khoảng chừng nửa cái số thôi. Nằm bên tay trái. Đây lên là nằm bên tay trái. Là thì... vì chủ nhân ở đây là mất chết là bị chặt đầu hả chị? Thì nghe bà già kể á, là chết là hả chặt đầu, mất đầu. Ghê, là mất đầu cái đầu luôn. Là giờ chôn cái xác trên đó là chỉ còn cái người với cái đầu giả thôi. Thì nghe vậy đó, cái nhà mồ lớn lắm. Vậy giờ con trai của ổng thứ hai á là chôn kế ổng luôn. Rồi chôn trong cái xung quanh. Là chôn chung ở đó đó. Con trai và con dâu luôn. Vô cháu nội, có một đứa cháu nội nữa. Vô chị về đây ở là được bao lâu rồi chị? Tôi ở đây là hăm mấy năm. Là kiểu như vô đây ở đậu đất là hăm mấy năm. Còn tôi sống ở đây là 50 mấy năm. 50 mấy năm? 54 năm. Tại vì quê cha ở đây.
Ngày xưa lúc chị về là cái nhà đó nó còn nguyên gì không, hay là nó bị bây giờ là con... Hồi xưa á, nói chung là hồi xưa nó còn nguyên nhưng mà thời hồi đó ấy rồi quỹ ban á người ta mới lấy lại rồi người ta bằng quỹ ban á, rồi cái không bằng nữa, cái người ta lên trên là các quỹ ban khác người ta mới bỏ lại. Chứ hồi xưa là đồ cổ đầy đủ. Vậy hả? À, giờ mất hết. Em nghe nói là ngày xưa trong ngôi nhà này là rất là nhiều đồ quý luôn. Nhiều đồ quý không á. Nếu mà ông nhà nước á mà đền bù cái nhà này á, chắc cũng mạt luôn chứ không có phải vừa đâu. Em có hỏi mấy cụ ngoài kia lớn tuổi rồi, kêu ngày xưa là trong đây đồ rất là nhiều. Đồ rất là nhiều. Đồ quý không? Nhưng mà sau này là bị mất hết rất là nhiều rồi. Kìa cái cửa mà tôi lụm tôi xài kìa, mà tôi mới lụm đây thôi, bây giờ nó xin lỗi chứ cái cây đó mà đóng đinh không vô. Đó là ngoài trăm năm á. Nhìn mới nhìn ngôi nhà nhìn rất là hoang vu chị nhá. Cái này cậu nhắm đi, nó trên tôi, bà già tôi hơn nay là bà chết luôn là 100 năm đó. Mà tôi 50 mấy tuổi rồi mà hả, cục gạch nữa, cục gạch đó giờ cục gạch nè. Cục gạch của ổng nè. Mà ở dưới đất đó nghe. Chứ đừng nói mà xây ngôi nhà này, trên đó. Em biết là năm 1870 mấy, tính ra là nó lâu rồi. Cái này là có 150 năm có. Đó. 1870 mấy. Là tôi nghĩ là ngoài 150 năm á. Giờ em muốn vào khám phá ngôi nhà chiếu được không chị? Được, mà để tôi vô tôi lấy đồ tôi bận con tôi chứ nó chặn chuộng chồng. Dạ, em chào anh. Hôm nay em biết được ở nơi đây anh sống trong một căn nhà cổ khi xưa, có nhiều câu chuyện xung quanh rất là rùng rợn. Em muốn đến đây tìm hiểu cho quý cô chú anh chị biết được về cái ngôi nhà cổ ghê rợn đằng sau lưng anh. Thì trước khi anh em mình nói về câu chuyện ngôi nhà thì anh có thể giới thiệu một chút ít về anh, bản thân anh, cho quý cô chú anh chị biết không anh? Dạ, anh này... Anh tên gì? Tên Nguyễn Hoài Long Châu. Dạ. Sinh 1975. Dạ. Anh... Tại vì bà xã này, bà xã thứ hai. Yeah. Chấp nói thì về đây cũng sống là cũng cỡ 10 năm có rồi. Dạ. Dạ. Này bà xã bà sống ở đây cũng tại vì quê cha đất tổ ở đây sống cũng 40-50 năm rồi. Nhưng mà ở cái khu đất của ông chú này là người ta cho ở đậu á là cũng 20 mấy năm. Dạ, 20 mấy năm anh với chị sống trong cái ngôi nhà này luôn hả? Dạ. Ghê vậy anh. Em mới đó, sống trong ngôi nhà đấy chưa cất cái này nè. Em mới nhìn quang cảnh bên ngoài thôi, nhìn thấy ngôi nhà cũng rất là ghê rợn rồi mà anh chị dám sống trong đó luôn. Tại vì bây giờ khổ quá rồi, không có chỗ nương tựa rồi, thì bắt buộc rồi phải hai chồng phải cắn răng sống chứ vì gì giờ tìm chỗ nào sống nữa. Dạ, dạ. Dạ. Giờ anh có thể dắt em với quý cô chú anh chị đi vào trong ngôi nhà này được không? Ở khi xưa là trước này là nước không anh? Đâu có lối đi này hả? Đó, đường này là nó trũng tuốt dưới đây nè. Rồi về vợ chồng mà đắp rồi mới có cái đường đi vô đây. Nhìn cỏ cây xung quanh nhìn rợn người anh nhỉ? Phía kia kìa. Dạ, nhiều lắm. Rồi lúc trước còn dữ nữa, lúc trước nó ngập cao qua khỏi đầu luôn á. Là từ khúc mà mấy nãy em đứng á, là đi vô tới đây luôn á. Ngập qua khỏi đầu là... Nghĩa là khi xưa cái nhà này giống như bị cô lập giữa những vũng nước anh nhỉ? Đúng rồi, đúng. Rồi sau anh chị đúng. Về đây thì mới phát quang. Đúng rồi, mới phát quang mới được chống trải vậy nè. Chống trải vậy đi chứ đâu phải. Xưa kia tới đây là rợn người luôn. Dạ, dạ. Ôi. Chào nè, bà chị thứ hai tôi, bà ăn chào mà kêu mình bả vô đây cho bả hả, ăn chịu bả chưa vô. Không dám vô luôn. Bà chị thứ hai tôi kêu vô cho ăn chịu không vô. Sao rồi chị, sợ hả? Tại bả kiểu hồi xưa bả thấy gì đó bả ăn đâu vô đâu. Xưa trước nhà thì vừa vào thì thấy một cái cây này, nhìn như cái đầu người vươn ra vậy đó. Đúng rồi. Cây này lâu lắm rồi. Là thời anh tới là có rồi hả? Dạ, có rồi. Dạ. Cái này nếu mà theo đoán là cây này 1800 mấy đó. Dạ. Cái cây này nó lão dữ lắm rồi. Dạ. Thường thường người ta lại ta chặt thuốc rồi uống. Lời cái cây này. Đúng rồi. Làm thuốc được luôn hả? Làm thuốc uống được luôn. Dạ. Mỗi lần ai có vô chặt thuốc là anh vô anh chặt giùm cho người ta. Ôi vừa bước vào đây thì em có cảm giác lạnh lạnh nhá. Đúng rồi. Sao kỳ ta? Tại vì em nhẹ cái bản thân em nhẹ đó. Cái dí em nhẹ. Dạ. Ừ. Vừa vào tới đây em thấy lạnh liền. Ghê vậy? Đúng rồi. Có gì không anh? Không có gì đâu. Em sợ rồi.
anh đi vô đi ra giấc tối cũng vậy đó. Dạ. Giấc tối nhiều khi đi qua, nhiều khi chó nó sủa này kia đó, đi qua nhiều khi sợ người ta bắt mấy con chó để mấy con chó đi. Chó nó sủa trong đêm vậy hả? Chó em nghe nói là chó thấy cái đó hay lắm. Đúng rồi, nhiều khi nó sủa trong đây mà em thấy đâu có ai vô đâu, nhiều khi chó nó vẫn sủa. Ghê sủa vậy? Nhưng mà anh vô anh coi cái có ăn trộm mà như này kia, mà đâu có, mà vô đây ăn trộm gì? Có dạ, chủ yếu là mình vô mình thắc mắc mình vô thôi. Dạ. Có nhiều khi có cái gì đó không anh? Có cái gì về ấy á? Ấy à, ấy là về ma quỷ á. Có không ta? Sao chó sủa dữ? Anh nặng muốn díu quá, chắc anh nói không được. Dạ. Khu nhà này nếu mà ai là lạ thì trừ anh thôi. Giống như là bây giờ là anh là chủ nhân ở đây rồi. À. Bởi vậy ai nếu mà người khuất mặt với mày không ai làm gì anh á, trừ ra người ngoài thôi. À. Người ngoài mà xa lạ lại nhiều khi ớn lạnh này kia rồi thấy rùng mình á, là người ngoài không dám vào ngôi nhà. Dạ, người ngoài không dám vào. Không dám vào luôn. Dạ. Ghê vậy. Thì đó sớm mà sớm này mà ít ai dám vô đây đó. Ghê vậy. Dạ. Anh vừa với em vừa đi vừa nói chuyện được không? Dạ. Ở xung quanh đây thì có vẻ anh nuôi rất là nhiều con chó anh nhỉ? Dạ. Chó để bảo vệ mình anh? Dạ, chó để đó, nhiều khi sủa này sủa kia, nhiều khi mình biết. Dạ, mình biết để mình quan sát đây coi. Nghe ông bà nói là chó thấy vong linh rất là hay. Dạ. Anh có tin điều đó không? Dạ có. Dạ. Em để chó ra nhiều khi em cũng tò mò lắm. Nhiều khi em có thể em thấy hiện tượng gì nhưng mà không có thấy. À, không có... Buổi tối thì chó sủa nhiều không? Tối chó sủa nhiều lắm. Dữ lắm không? Tại vì tối là ở đây đang thui hết trơn à. Là nó đâu có thấy bóng người. Mà tại sao nó sủa? Nhiều khi nó sủa, nhiều khi anh bật đèn pin đó đi qua đây thử coi. Ủa thì buổi tối cái nhà này có ai vào? Ai vào đây để làm gì đâu anh? Đúng rồi. Thì tại sao những con chó lại sủa? Một câu hỏi em rất là thắc mắc á. Đúng rồi. Đúng anh? Đúng rồi. Mấy con chó mà giấc tối mà tự động mà nó sủa là phải có cái gì nó mới sủa. Đúng rồi. Thì trong đây đâu có cái gì để lấy. Đúng rồi, nhà không. Dạ. Nhà xưa, nhà lâu đời rồi. Dạ. Thì có chứ gì để lấy? Không có gì để lấy, chỉ có... Vậy khi anh nói con chó sủa, em có cái điểm gì đó nó nghe cái... nó nổi da gà. Nếu mà người bình thường bước vô đây lạnh lắm, lạnh người lắm. Em nghe nói về sự tích của về ông chủ ngôi nhà này cũng có cái gì đó rất là ly kỳ đúng không anh? Dạ. Ở đó ổng mà kêu bằng tá điền rồi thứ dữ ở đây mà. À là giàu. Giàu lắm, giàu có. Giàu có lắm. Ồ, vậy tại sao ông lại bỏ khoang ngôi nhà này anh? À, thời đó không biết sao nữa mà sao mà từ hồi ổng chết nhà nước người ta tịch thu cái nhà này. À. Tịch thu nhà này để tới bây giờ luôn. Ông mất cho tuổi già hay cho sao anh? Ông chết bị ta hại chết á. À. Bị chặt đầu gắn đồ sáp vô. Ghê vậy anh? À. Chặt đầu luôn hả? Chặt đầu. Là chặt trong ngôi nhà này luôn hay sao anh? Cái đó mấy người lớn tuổi mới hiểu. Em chỉ nghe là ta kể vậy thôi. Là bị ông chủ ngôi nhà bị chặt đầu. Và giấu cái đầu đi mất hả? Hay sao? Thì chắc mất cái đầu bởi vậy mới làm cái đầu sáp á. Là sao em vẫn chưa hiểu, nghĩa là giống như chặt cái đầu rồi, mất cái đầu rồi, giống như không có cái đầu để liệm mà làm cái đầu sáp gắn vô cái xác. Dạ. Rồi đi liệm không? Dạ đi liệm. Ghê vậy? Chôn. Có luôn hả? Dạ có. Là cho nó đầy đủ bộ phận. Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà thực chất cái đầu thật là không còn. Đúng rồi, cái đầu thật không còn. Chắc lấy đi đâu rồi, chắc những người hàng thù người ta sẽ, ngày xưa có cái tục lệ mà lấy được đầu và treo lên anh ha. Dạ dạ. Ngày xưa chưa? Đúng rồi. Đó hồi 1800 mấy luôn. Ừ. Mình chỉ nghe. Dạ. Ông bà kể lại. Chỉ nghe ông bà kể lại. Dạ. Thôi mình chỉ nghe sơ thôi vậy. Cái bên này là cái phòng gì anh nhờ? Anh dắt em qua được không? Ở đây phòng là chắc anh nghĩ là cái phòng để đó để nghỉ ngơi hay gì đó. À. Ừ, để nghỉ ngơi hay gì đó. Còn cái này là cái cửa vô là cái nhà cái cửa chánh để. Dạ. Thờ rồi cúng rồi. Ồ, cái gạch này là xưa lắm rồi nè. Đúng rồi, gạch là xưa lắm. Dạ.
cái lối xây cổ này là giống như mấy cái nhà cổ của Pháp ngày xưa. Đúng rồi, đúng rồi. Hay nhà kiến trúc Pháp ạ. Đúng, đúng. Này kiến Pháp. À, những hoa văn trên kia kìa. Hoa văn vẽ bằng tay luôn. Ngày xưa, năm xưa, khi xưa mà có vẽ được những cái hoa văn này cũng giàu thuộc chẳng giàu có lắm mới vẽ được anh. Đúng rồi. Ủa anh, em thấy ở trên là có một cái lầu nữa. Đúng rồi, có cái lầu. Giờ lên được không anh? Có lầu rồi, nhưng mà bây giờ không có cái cầu thang. Bây giờ phải leo và leo từ dách lên tới cái cây á. Dách này hả? Dách này lên leo lên tới cái cây. Dách leo này leo lên này. Ừ. Vậy sao leo được? Khó leo nhỉ. Dạ. Trên đó còn gì trên không? Ở trên đó là cũng y an như ở đây à. Cũng giống y an như ở đây rồi. Ở trong lỏng vậy là. Chứ không có cái gì đâu ở trên trán. Ủa từ từ anh ơi. Em có nghe một tiếng hú hay tiếng cười gì ở đâu? Ở đây nói vậy á, nhiều khi anh ra sao anh làm cỏ á, nhiều khi vắng que ở ngoài sao á, nhiều khi giấc chiều á, nhiều khi nghe gẹt gẹt đùng đùng cả nó ghê vậy anh. Là nghe tiếng luôn hả? Nghe tiếng, nghe gõ gàng giống như người ta vậy đó. Vậy hả? Mà thực chất anh quay lại có thấy ai không? Không quay lại đó, anh kiếm luôn mà. Là anh làm cỏ sau nè. Cỏ mé ở đây nè. Mé bên này. Mé chỗ dừa. À, nãy sau dừa nước sau kia. Chỗ dừa nước á. Rồi anh ngồi bên đây anh làm cỏ nè. Quay cái lưng nhiều khi nghe rẹt rẹt đùng đùng á. Lại giống như người ta đi ta làm gì đó. Mà khúc ngoài sau này đâu có ai ra ngoài làm gì ngoài sau. Cái chỗ này em thấy nó cách biệt mà. Cách biệt với mọi người xung quanh. Anh giờ mà anh tìm có ai làm gì ngoài sau mà đâu có ai. Lâu lâu cái làm gì giỡn hay gì đó, giỡn với mình hay gì để cho mình sợ hay gì đó, nhưng mà thực tế là anh không có sợ. Ngôi vườn này khi xưa là cũng của ông chủ này luôn này. Của ông chủ là chắc em nghĩ đây là cái vườn sau hay vườn trước của ông nhỉ? Này sau, nhà sau nhà sau để trồng cây trồng đồ nè. Bây giờ mấy cái hiện tượng cây nó còn là mấy cây cũ còn á, mấy cũ còn nhiều lắm. Đó. Là khi xưa chắc là sau này là một cái vườn cây kiểng để nghỉ ngơi, nghỉ mát sau này. Đúng nhỉ? Mấy cây bùn ngót mà xưa mà tới giờ này vẫn còn á. Ủa sau kia em thấy mấy cái ụ đá đó là mộ hay gì anh? Không, mộ đá là mộ giống như cái đường đi á. Em tưởng những ngôi mộ chứ. Cái gạch đường đi ra đó. Xung quanh đây thì em nghĩ ngày xưa cũng có mộ nhiều anh nhỉ? Nó bể từ từ nó thành vậy. Còn mấy cây bùn ngót đó là mấy cây bùn ngót đó hồi xưa ổng trồng á. Dạ. Ổng trồng rồi tới bây giờ anh phát quang cái anh chừa lại. Dạ. Chừa lại để mình ăn rồi được. Dạ. Trồng bùn ngót dữ lắm, trồng cây trái ngoài sau này dữ lắm. Buổi tối thì anh có dám qua coi ngôi nhà này không? Dám. Ghê vậy? 12 giờ 1 giờ cỡ giờ nào anh cũng dám qua đó. Anh nghe tiếng động vậy mà anh vẫn dám qua hả? Anh thấy tiếng động anh còn tìm hiểu tới nữa. Anh dạng lắm. Dạ. Anh cũng là một người dạ mới dám qua ngôi nhà này. Đúng rồi. Anh dạ lắm. Ngôi nhà này buổi tối chắc tối thui không có cái bóng gì đây luôn á. Đúng rồi, tối thui à. Dạ. Thì buổi tối anh qua đây tầm 12 giờ thì cảm giác nó lạnh không anh? Lạnh. Lạnh hơn so với ngoài bình thường rất là nhiều đúng không? Anh giống như cái bạn anh lớn thiệt lớn, nhưng mà có một cái là mình cũng phải lạnh. Tại vì người ta đi nhiều khi ta đi ngang mình. Đi phớt ngang mình. Gió thổi thì mình phải ớn rồi. Ớn cái này rồi rồi. Là anh vẫn cảm nhận được hả? Cảm nhận được. Ghê vậy? Là trong ngôi nhà này luôn? Đúng rồi, trong ngôi nhà này luôn. Nhiều khi anh đứng vậy nè, thấy không? Người ta đi ngang, đi sẹt ngang là anh vợ người anh biết rồi đó. Anh biết người đó đi ngang rồi đó. Nhưng mà anh không có nói. Tại vì ban đêm mình được bao giờ nói chuyện là không có được. Anh em nghe nói là đi ở đây đâu có tâm linh là không nên gọi tên, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì anh có thể giải thích cho em một xíu cái đó là vì sao? Ví dụ ban đêm vô em đi đâu bất cứ, không? Ở trong cái nhà này em đừng có nói chuyện. Mình cứ âm thầm đi. Ví dụ có cái chuyện, ví dụ sạc cái này, đùng cái kia. Nếu mà em tìm hiểu, em chỉ có tìm hiểu thôi, chứ em đừng có nói. Dạ. Em nói là không có được. Em nghe nói gọi tên cả đúng không rồi được. Tại vì cái vong mà ta đi á, em nói là nhiều khi nếu mà em không hợp với cái vong á thì cái vong nó không hút hồn em được.
nếu mà em hợp á thì nó sẽ hút hồn em. À, nó sẽ hút hồn em, nó sẽ làm cho em cái này kia lơ lơ lãng lãng, làm cho mình bệnh đó, lơ lơ lãng lãng tâm thần vậy hả? Đúng rồi, mà không phải là tâm thần, nhưng mà hơi hơi ngáo ngáo vậy đó, là lúc tỉnh lúc mơ. Ờ, lúc tỉnh lúc mơ vậy đó. À, lúc tỉnh lúc mơ. Bởi vậy trong ban đêm á, bất cứ chuyện gì đừng có lên tiếng. Dạ. Bà xã anh rất tối mà kêu bà xã anh qua đây, bà xã anh đâu dám đâu. Không dám luôn? Không dám. Ban ngày thì dám? Ban ngày dám. Ban đêm không? Ban ngày có anh mới dám qua nha. Dạ. Không có anh cũng không dám qua đây nữa. Ghê vậy. Chỉ có ban đêm mà. Vậy mà sao hồi nãy anh có chia sẻ vậy? Sao anh chị lại nhốt bé trong này? Bé em sợ bé trong này. Bé nhốt dắt ban ngày. Dắt ban ngày. Bé cái tâm linh của bé cũng hơi mạnh lắm. Anh biết. Hơi mạnh lắm. Nó từ từ với cha. Dạ. Ừ, cũng hơi mạnh lắm nhưng mà người ta không có, người ta không phá. Em chỉ sợ là một điều là khi bé bị vậy rồi á, nhốt trong này thì bé lại càng bị nặng hơn. Không. Bé coi vậy chứ bé ở trong này mát mẻ đỡ. À. Chứ ở ngoài nhà nhiều khi nóng quá. Nóng quá chịu không nổi cái não á, cái tâm thần nó lên. Nó nặng hơn. Em đang tưởng tượng là nhiều khi bà con cô bác có đi ngang đấy á, bé nhốt trong này mà lâu lâu bé cười cái dây chắc bà con cô bác cũng sợ luôn á. Cười hoài vậy? Ý là khi 12 giờ trưa muốn cười cười muốn khóc khóc à. Ghê vậy? Khóc gên la rồi tùm lum hết đó. Dạ. Chứ đâu phải là cười không đâu. Dạ. Khóc rồi gên rồi la giống như ai lấy đồ của mình hay gì không trả hay gì đó, khóc gên dữ lắm. Ghê vậy? Vậy đó. Là từ trưa cứ khóc vậy hả? Ừ. Rồi nói chuyện mình ơn vậy. Ờ, nói chuyện rồi mình lên la mình ơn trong cái căn nhà này. Dạ. Ai mà không biết mà đi ngang ngoài mà nghe vậy là chắc ớn lạnh luôn. Dạ. Đúng rồi. Ai là lạ lạ nghe nó cũng ớn lắm. Dạ. Nhưng mà sớm này tao quen rồi. Dạ. Tại vì cháu nó đi từ nhỏ tới lớn mà. Dạ. Mà tao biết. Hồi nãy em cứ thấy cháu đi vòng vòng xung quanh cái nhà này nè. Anh dắt em ra em gặp cháu được ở đây đây. Nói cháu thì không đúng vì cũng lớn tuổi. Dạ. Rồi. Anh nhỉ? Dạ đây con. Nói cháu không đúng cũng ba mấy tuổi rồi, hồi nãy anh chia sẻ ba đúng mấy rồi. Tuổi. Ba mấy tuổi rồi ai tin. À, em cứ nhìn như giờ tính tình của em chắc như. Thôi con, không có vô con. Đứa trẻ lên 3 lên 4 anh nhỉ. Vô đây nè. Chà. Khoái con này con kia đó. Yeah. Khoái bắt con này con kia đó. Dạ. Yeah. Là thường ngày là bé cứ sống trong một mình trong căn nhà này, anh chị thì đi làm sống mình vậy chứ không có leo kẹo, không có phá phách gì đó. Tối ngày cứ nằm võng đi vòng ở đây chơi. Sáng là bớ cho thau cơm. Dạ. ăn xong rồi chiều ha, nhiều khi 2-3 giờ 4-5 giờ hai chồng mới về, giờ bắt đầu bắt cơm nấu cho ăn có chiều. Dạ. Nói vậy sáng cho cơm rồi cho bánh. Nhiều khi đói, nửa chừng đói á, đó, cho bánh thêm nữa. Em thấy là bình thường nuôi một người con bình thường đã cực rồi. Nuôi một người con như vậy thì cực gấp trăm lần. Đúng rồi, cực lắm chứ không phải là... Chứ không ai không cực. Dạ. Con cái phải gán chứ sao giờ chẳng lẽ mà con mình sanh ra vậy cái... Nó vậy rồi mình bỏ nó, cũng tội. Không, nó bệnh tật thì mình bỏ nó con cũng tội. Đó em nghe. Dạ. Con cứ cười vậy, cứ cười nói suốt ngày vậy. Trước cũng là con, sau cũng là con. Dạ. Tại con nào cũng là con á, bệnh hay là không bệnh cũng là con mình. Dạ. Không có bỏ được. Dù con cái như thế nào thì cũng là ruột thịt máu mủ của mình đúng không? Dạ, đúng rồi. Không thể bỏ được. Dạ. Vậy mà trên đời này thì vẫn có những người mà những đứa con lành lặn vẫn sinh ra vẫn vứt bỏ. Dạ, thì đúng rất rồi. Là xót xa nha. Chứ em kết nối với mẹ nó, anh á, kết nối với mẹ nó như thương nó như con ruột kia đó. Dạ. Như con ruột của mình vậy đó. Chứ không phải là con ghẻ hay gì mình quýnh đập cái này kia là không có. Bên này thì cũng là một căn phòng bình thường đúng không? Đúng rồi. Này cũng căn phòng giống như phòng nghỉ rồi đó. À. Cái này còn sót lại của ngày xưa này. Còn sót lại. Cái này là cái thèm của cầu thang á. Cầu thang lên. Cầu thang bắt này. À em còn thấy cái thành kìa. Bắt cái đây nè. Cầu thang này là do gỡ sau này á. Ồ trên kia kìa.
là cầu thang đi lên cái nhà lầu trên kia. Rất tiếc là giờ anh với Đồng không thể dẫn quý cô chú anh chị lên nó được, để xem trên nó thì có cái gì đặc biệt hay không. Lúc có gì cô chú anh chị á, có lại á, thì giống như điện trước đi. Có gì em mượn cái cầu thang ha, mượn cầu thang đi lên đây thì đỡ đây rồi. Chứ cô chú anh chị lên tham quan thử. Chỗ này là chỗ bé ngủ trưa hay bé ngủ hả? Đó, để bé ngủ. Chỗ ngủ thì gì đó. Dạ. Hôm qua thì mới ẩm nó về á là chị hai mẹ con ở đây nè. Là hồi đó chưa có điện nha. Hồi dùng này chưa có điện luôn á. Là hả bậm gan rồi ở đại ở là nay 20 mấy năm. Ở rồi đây. ở lâu vậy mà nay mới thấy ớn hả? À, bây giờ hả mới sợ nay là 6 năm nay thôi. Sao lại sợ? Tại bệnh tôi bệnh quá vậy, tôi tự nhiên không biết sao sợ luôn, cái hồi đó là không có sợ đó. Ý là ở trong này biết rồi chị đổ bệnh luôn hả? Hả? Hay sao? Không, tôi bệnh trong người á. À. Chứ vô là giống như là chịu cảm giác vô đây mà mình cảm giác có gì đó nó bình thường ha. Vô đây bình thường. Nhưng mà tự nhiên sao giờ mình sợ chứ đó tôi đi mặn chứ xong có mình ông anh tôi chết ở sau hè này nè. Té chừng nước con gan nè. Sau hè cái ngôi nhà này luôn. Ừ. Bên cạnh giấc này nè, bên hông. Nước có gan vậy mà mất luôn. Ừ, có gan luôn. Hả? Ừ. Kỳ á. Ông đi đóng cua. Ông chết nay 30 năm mà. Dạ. Còn cái ông mà mận diệt ở đây nè. Ông tự trên đây nè, ông té xuống đây nè, gãy cẳng. Gãy đâu có 2 năm sau ông chết. Làm việc trong ngôi nhà này. Ừ, làm việc trong ngôi là nhà. Té từ trên lầu xuống. Ừ, đây. Té từ lầu xuống trước này nè. Trước này luôn hả chị? Ừ, ở ngoài đó đó. Hồi đó là ở đây chủ cục cờ đâu mà. À. Cục cờ á. Ủa mà cái người đó làm gì mà té từ nhà mà té lọt xuống đây dữ vậy? Hồi đó mặn việc ở trong ủy ban, mặn nhà nước á. Là làm nhà nước. Cán bộ á. Cán bộ. Ừ, con ăn chơi đây, đi. Con ăn chơi đi. Vì cái thời điểm đó cũng lâu, tại vì cái nhà này mà lúc còn sinh dụng con gái, còn con luôn. Gái của ông thủ này nè, là ông bà chết có nhiêu, có 16 tuổi hả? 16 tuổi là hồi xưa ở hàng cả 11, 12 giờ trưa là con đường này nè, là hả ai mà hả đi đâu á, là bà quắt xe ngựa vô đặng bà đi, tóc dài xuống. Là người con gái 16 tuổi đó chị? 16 tuổi chết tự vẫn. Ghê vậy, trong ngôi nhà này hả? Ừ. Con phủ này nè, con gái á. Ghê vậy, ở trong ngôi nhà này luôn. Ừ. Vậy gái. Mà chị phải dám ở đây. Trời ơi, chứ khổ gần chết mà. Em có nghe một cụ ở kia nói là cụ đó giờ hơn 80 rồi, là nói ngoài á. Cụ đó ngoài đường ở kia, nhưng mà cũng dân cư dân đây. Cụ nói là cái con đường này ngày xưa là, phải nói là nổi tiếng. Ừ, nổi tiếng luôn á. Không biết là cầu ngay cái cầu nè, cầu này nè, chết cháu chết nổi tôi nói cái khu này nó nhám nhú, dữ dằn lắm. Không ở đâu mà bằng đây. Thôi đi. Ghê vậy chị. Hồi đó mà cậu muốn tưởng hồi đó đi vô đây hả, cậu lội hả tới đây nè. Vì nước nó cao như vậy nè. Bích bụ vậy giờ vợ chồng đi ở phá thì dọn dẹp vậy. Dạ. Đi chứ đâu phải được vậy đó. Chị thì riêng chị ở đây thì gặp cô gái 16 tuổi đó lần nào chứ? Không, không gặp. Bà già gặp. Mấy người lớn tuổi gặp. Người lớn tuổi á, má mà, tôi hồi đó bà cụ đã từng gặp rồi. Kiểu như sáng thì người ta đi chợ á, ba giờ sáng, 4 giờ sáng cái bà kêu gửi mua chầu, mua cao. Còn trưa thì bà đón xe ngựa. Bà đi hồi xưa là đường này xe ngựa chạy mà. Đá đỏ, đất đá đỏ. Là thấy cô gái mặc đồ trắng xuống tóc cứ đứng quấy vậy hả? Ừ, bà tóc dài nữa lên nhà bà quắt. Ghê vậy chị? Là hả? Đây phải không? Cậu chạy chảnh khoảng chừng 3-4 ngàn mét thôi. Là nhìn mấy bên tay trái có để cái đình giao khẩu. Nha. Đình giao khẩu. Ừ. Đó là hả, nó nằm mấy anh tay trái nè, là vô cách ở ngoài đường, chạy xe vô. Vô khoảng chừng chưa được ngàn mét. Là cái ngôi mộ mới nằm bên tay mặt. Là ngôi mộ của cô gái 16 tuổi đó. Ừ, và của ông phủ luôn. À. Của ông phủ và con ông phủ dòng hiện tại, hậu. Hiện tại ở đó có ai quản lý không chị? Kiểu như cắt chôn để đó là thôi. Ví dụ tới khi mà tới mình hỏi là mình hỏi sao là để người ta chỉ vô tận nơi chị? Hỏi gò mã ông phủ đâu? Gò mã ông phủ. Mã ông phủ. Chạy vô đường này chạy lên khoảng 1-2 km. Ở đây nè, tôi dễ lắm. Đây chạy lên trển phải không? Nhìn đây có cây xăng. Bên tay trái mình nè, có cây xăng. Cách cây xăng đó là bằng đây qua cái nhà đó thôi. Là có đường kèo vẹo vô.
Đây lên là cây xăng cũng nằm mé tay trái luôn. Đó. Phải là vô đó là có cái gò mã nguyên dòng họ ta chôn ở trong đó đó. Ông Thủ và vợ ông Thủ và con ông Thủ, cháu ông Thủ đồ đầy đủ trong đó. Dạ. Dạ cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em cảm ơn chị nha. Em sẽ tìm hiểu cái đó.